Thưa quý vị, theo thống kê thì mỗi ngày bến xe miền Đông, một trong hai bến xe lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, có hàng ngàn phương tiện ra vào bến. Vì vậy mà việc kiểm soát các phương tiện vận tải không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, việc này đã được khắc phục bằng hệ thống chip theo dõi mà bến xe miền Đông đang triển khai trong đề án xây dựng bến xe điện tử đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận của phóng viên VTC. Mỗi phương tiện sau khi trả khách tại bến xe miền Đông để có thể vào bến, bảo vệ phải ngồi nhập số liệu thủ công và nhấn nút mở thanh barrier như thế này. Tuy nhiên, quy trình này có thể bị sai sót, đồng thời các phương tiện phải mất thời gian chờ đợi vào những giờ cao điểm. Thế nhưng, chỉ cần một chip điện tử được dán trước xe, hệ thống dữ liệu sẽ được tự động cập nhật, cổng sẽ tự mở, các phương tiện không còn phải chờ đợi khi ra vào bến. Xe đã vào thì nó thủ tục đăng ký bến, rồi khi mình vào thì nhập bến. Khi đi ra thì mình đóng lệnh, nói chung là cũng thủ tục cũng hơi chậm đi. Theo mình nghĩ thì mình như vậy là tốt, vì cái thời gian mình hạn chế kẹt xe trong bến. Thứ hai nữa nó nhanh, đỡ phiền thứ hai cho khách hàng. Thì đơn vị cũng xây dựng và triển khai cái bến xe điện tử, trong đó thì nó gồm 5 cái mô đun. Một là chúng ta quản lý xe ra vào bến theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Thứ hai là chúng ta tổ chức mà kiểm soát cái việc mà về tài chính cũng như là trong quản lý về nhân sự, rồi bán vé về online. Trong tất cả những cái phần mềm đó thì nó kết hợp một cái bến xe, trong đó bao gồm kể cả cái văn phòng điện tử. Theo ông Huy, bến xe miền Đông hiện đã lắp đặt chip điện tử cho hơn 100 phương tiện của hãng Cung Hô Samco chuyên chạy các tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên. Các đơn vị đang gửi danh sách phương tiện lên bến để lắp đặt tiếp. Dự kiến trong một tháng sẽ lắp đặt hết cho khoảng 2.500 phương tiện đang hoạt động tại bến xe miền Đông. Các xe ra vào bến sẽ được gắn một chip. Khi đi vào hay ra bến sẽ có các camera theo dõi mà không cần phải dừng lại, giảm thời gian chờ đợi của hành phương tiện. Đồng thời cũng tạo thuận lợi cho việc quản lý lưu lượng xe ra vào bến. Sau khi mà bến xe miền Đông thông báo thì các đơn vị hiện tại giờ cũng cung cấp danh sách phương tiện cũng như là cá nhân để tiến hành mà nhận các cái thiết bị để vận hành bến xe điện tử thì cũng được sự ủng hộ. Đặc biệt trong quá trình mà triển khai cái bến này thì nó sẽ giảm rủi ro về mặt, đã giảm thủ tục về mặt giấy tờ, kể cả mà làm những cái giải quyết cho xe xuất bến cũng như lưu trữ, trong đó có việc mà kiểm tra các phương tiện của các đơn vị vận tải cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn. Cũng như là sắp trong cái vận hành của bến xe điện tử thì sẽ kết nối được với các bến xe khác để giám sát quá trình thực hiện cái phương án mà của các đơn vị đã đăng ký với cơ quan quản lý tuyến. Không chỉ kiểm soát xe ra vào tại bến, các tín hiệu từ chip điện tử còn được truyền trực tiếp về Tổng cục Đường bộ để theo dõi, giám sát và chỉ mất thời gian 3 giây mỗi phương tiện. Hiện bến sẽ cấp phát thẻ miễn phí lần đầu và đề nghị đơn vị vận tải bảo quản trong thời gian 3 năm.